có phần vô dạy bả, nhưng mà các ngàn tỷ năm rồi mấy con tung tăng ở Thái Xích ở Cali muốn thăm bả, con phải bay vô phải không? Con bả muốn ra thăm con không có được, hiểu không? Tại dưới này đã nguyện rồi, đã nguyện tức là quả thành bông sen đó, thì bả ở chồng như nội chú vậy đó, mà ở rất là nhiều năm. Còn con ở ngoài này ở Cali ở Houston, ok, tôi hết phước tôi chịu khó xuống vài chục năm dưới trần bầm dập, rồi tôi trở về tôi dẫn xuống con bà ngồi trong cái hạt sen, con có hiểu không? Và tôi đi xuống ba vòng bà cũng vẫn còn ở trong cái hạt sen, con muốn cái nào? Mà ba vòng xuống chỉ là thường thường thôi, còn mà ba vòng xuống mà chịu khổ nhưng mà kiểu như sư phụ đi một cái một đó là tôi là ra trường trước bà cả tỷ năm, nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà Phật A Di Đà có nguyện lực, ok, ai về với ta thì ta nuôi, ta dạy vô hạt sen đi, tỷ năm hay muốn xuống trần chịu khổ mấy chục năm, muốn cái nào? Cái này sướng hơn á, cái gì nói mà chịu ngồi chịu phân tích được hai cái tu á. Nhưng mà bên nào muốn cho mình là cao siêu nhất thì điều phở most phở năm mùa anh hay phở hòa lão phở whatever thì cái cách quảng cáo thôi. Rồi xuống đây mấy cái bà Phật tử làm biếng tu rồi chỉ nói A Di Đà Phật rồi đi về cõi trời, thì cái đó quá dễ, không đọc kinh, không đọc chú, không chịu làm Bồ Tát đạo, cũng như là đi làm cái chuyện xã hội như chúng ta để mình giúp những người khác thì làm gì có công đức, rất là khó đúng không? Nên mình phải giải thích mà nó có logic và có cái hữu hiệu nè, vừa phải làm việc đời vừa phải tự tu thì nó mới lẹ. Còn cứ nhắm mắt ai mặc ai chuyện của ai tôi không lo, tôi cứ A Di Đà Phật rồi tôi được Phật A Di Đà rước đúng có đó, làm hạt sen đi tỷ năm. Trừ khi mấy ông hòa thượng mà lớn á, là mấy ổng mấy ngày á có nguyện lực xuống rồi đi về, xuống làm việc rồi đi về. Đó, tại sao á cha mẹ với hội đồng chư Phật đặt sư phụ xuống đây để lập ra một cái phương thức rất là hữu hiệu, rất là thực tế. Chocolate thì ăn một cây thôi nghe con, nhà có một cây ăn cây chốt, không có được đi nguyên hủ nguyên thùng của người ta ngoài đường thì được hết không? Tức là đời sống phải hạnh phúc thì mình mới không có khổ thế gian, thì mình mới về trời mình mới vẫn là vui, vui ở đây vui trên kia. Còn con mà chối bỏ cái buồn ở đây, con không được cái vui thì con đâu phải cái vui là tự nó đi tới, mình phải tìm cái vui đúng không, tìm cái hỷ lạc là mình phải biết tu tập mình mới tìm được. Mà mình tìm không được rồi mình chối bỏ cái cuộc sống này mà mình muốn về trời, con nghĩ nó có make sense không? Không bao giờ make sense. Cứ lần quần ở dưới này đi, cứ học theo cái bánh vẽ trong không gian á, chứ đừng vẽ trên tường nữa. Thì hồi nay là mấy thầy vẽ không gian không à, vẽ tường á thì mình còn nhìn thấy. Game vậy đó, nó hiện lên vậy đó, rồi mình dùng cái công đức rồi mình quá những cái gì mình thích, mà muốn được cái nhà bự ở trên trời thì dưới này phải earn money, không có money thì là công đức là money đó, tiền á, muốn nhà bự thì gán đâu thì nó có công đức bự. Cho nên trên trời sư phụ cũng là một, có một cái tiểu vương quốc của sư phụ cha cho, mấy con cũng là tiên chúng của sư phụ ở trong cái local đó, cũng như ông tiểu bang Texas vậy đó, ở Mỹ thì có ông Trump là cha quá, mấy con là tiên chúng. Dù xuống đây thì nhóm tiên chúng nó nhảy xuống phụ trển á, có một lần phụ nằm thấy cái về nhà là thành phố mà bay như là máy bay cả ngàn cây số giờ mà bay hoài mà không hết thành phố của phụ, ở cõi trời lớn vậy, chỗ của riêng của phụ.
của cha khủng khiếp rồi, tầng 36 rồi, vĩ đại luôn. Nó cái cột của thiên đình thôi, người của thế gian này lên nó giống như chiến. Cái hủy bắt nó là một cái gì cả. Vậy thì mấy vị xuống đây cũng phải khóa nhỏ lại. Dĩ nhiên, cái gì mỗi lần cha mẹ mà về thăm sư phụ hay là Thích Long thấy đứng chi cha mẹ huge khổng lồ, phải không, xuống đó mấy gì scan xuống cái sai bằng cái này rồi đứng. Nhưng mà khi mà rời khỏi chỗ mà sư phụ thăm viếng thì Thích Long quá là hình rồng để đi cho nó lẹ, còn khi xuống thì Thích Long quá là một giống như một warrior, một tướng mặc áo giáp. Bạch Long á, rất là đẹp gái mà là trắng, không trắng mà nhưng trắng tuyết chứ không phải là trắng thường đó. Là phụ nữ dịu dàng lắm, nên chuyện tình cảm Bạch Long xử lý giùm mấy người. Ở ít bây giờ hỏi chuyện riêng của mấy đứa mà hỏi Bạch Long không có dạng vậy rồi. Sư phụ ở dưới trần á, sư phụ chỉ tụi con cái cách nào mà tìm công đức lẹ nhất để đi về trời không sư phụ? Đó, máy nó ồn, cái máy nó vô cái máy này nó lẹ ra. Lẹ nhất hả? Bỏ hết, chồng bỏ hết con. Rồi cấp, ngồi. Nó dạ, không phải là bỏ. Mà kêu nó đem đút cơm vô cấp cho con ngồi thiền, con ngồi 3 năm vậy. Bây giờ thì mỗi ngày con lệnh được công đức chừng giống như đồ, con vô cấp con ngồi nhập thất liên tục như kiểu phụ ở hởm vậy đó. Nó tăng lên gấp lên như seven band, tăng lên lẹ. Phải ngồi nhập thất. Tại khi mình nhập thất á, gọi là Lonely Man á, mà trong cái tiếng Phật gọi là nhà cô độc nhân. Cô độc nhân thì lúc đó cái đầu nó mới phát minh ra nhiều thứ, thì từ đó con sáng trí hơn nên phải nhập thất. Nên mỗi tháng con nói với Hoàng á, em đi nhập thất 3 tuần anh ở nhà giữ con à. Rồi đút cơm vô nhưng phải ăn đồ chay nha, ăn đồ mặn mà nhập thất không có được, tại vì nó đủ cái chuyện biến chứng trong người á, đòi hỏi này đòi hỏi kia rồi. Dặn nó mà nó có chịu nấu đồ chay đút vô ở cửa sắt cho con không, rồi điện thoại đưa cho nó giữ hết, không có liên lạc điện thoại vô đó. Chỉ có hai thứ: sáng sớm đọc kinh xong cái nghỉ 15 phút cái ngồi thiền, ngồi liên tục chứ không phải ngồi kiểu 15 hay nửa tiếng, ngồi phải liên tục 2-3 tiếng. Ngồi đến lúc mà cái chân nó tơi đó, con đứng gì con té. Tại lúc mà mình cứ tưởng đâu chân mình hết tơi, ai về nó tơi thiệt á. Đứng giống như mình bị sụi vậy đó, mình không có control được. Liên tục vậy. Rồi sau đó lại con nói. Tại vì bình thường mình lại thời kinh ban tháng lại, con lại ngày chừng 300-400 lại vậy đó. Tại nào cái chân này nó thành đá đó. Con làm liên tục chừng tháng là con đại tỷ phú. Tỷ phú trên còn nhiều tiền hơn mấy đứa này. Thì cái cách mà làm tiền kiểu đó là lẹ nhất. Cũng giống như con vô được cái ổ cái kho báo hả sư phụ? Cái trả vàng vậy đó. Vô cái mặt trước mà hốt. Mấy này nó muốn ăn khế nó phải leo lên lưng con quạ phải không? Quạ tức là chỗ nhập thất vậy đó. Như thường thường nhập thất thì mình lên núi thì nó thanh tịnh hơn hả sư phụ? Hay là mình núi? Chỉ cần cái nhà của con xây cái nhà nhỏ phía sau thôi. Dạ. Hoặc là đi hôm đi bừa á, mua nhà nó bản sẵn á, tiền để cái giường đó đâu cần bự đâu. Bự quá không con lao nữa, tại khi con nhập thất cái đầu con rất là thông minh. Một hạt bụi á con phải lụm nữa. Không còn phải hút, không phải lao. Miếng giấy nhỏ mà rớt xuống con phải lụm nữa, bự quá clean up mệt. Trong cái nhà bữa chút cái gì á, bữa thù ăn clean up cho nên thù mới agonize lại hết mấy cái ly tách rồi này nọ, chứ hồi xưa nó cũng nhát tì lắm. Cho
trong đó giờ mới nhiều chuyện vui. Vừa collect mấy cái bình bình uống trà đó, vừa đang ngâm ở đẳng chừng 100 cái bình nhỏ nè. Mỗi cái bình đó sau này mấy con ra đấu giá một cái chừng vài trăm nghìn đô. Bình thường nó ra mắc rồi, nó cũng 700-800 rồi, bình nhỏ đó. Rồi phụ ký tên trọng nè. Ký tên mà Raven lên bằng khắc vô á. Nó phải ngâm trà để cho cái trà thơm nó thấm vô cái đất. Và cái bình đó khi ra không có được rửa bằng xà bông. Chỉ là chán thôi. Mày cứ thế mũ. Bình nhỏ nè. Bình bằng đất á, nó là custom made. Nó là của cái handmade. Với cái loại đất của người ta, chứ không phải bình thường. Bình kiểu là rẻ tiền, nhưng mà cái loại cái bình của sư phụ mấy con biết bình đó ha, bằng nhỏ. Dạ. Mỗi ngày em sau này ai con cái ngồi uống trà, vừa uống có điển chổng. Sư phụ uống bên này sư phụ cũng cầm qua tay hết. Sau này mấy con cứ mỗi một nơi xây cái trường thiên tâm á, mấy con đi đấu giá một cái. Tại đồ sư phụ làm là lúc nào cũng nghĩ đường dài cho hậu thế. Cái gì quý phụ xài cũng đều đấu giá được, không có gì mà thuộc về của họ nô của họ thiên hết. Cứ làm để mà lưu truyền cái đạo. Cái là dép này nè, thấy không? Trên trời đâu có loại dép này đâu. Thấy không? Ở trên trời làm gì có loại dép này. Sư phụ đổi. Thôi được thôi. Ở trên trời cũng đâu có loại dép này đâu. Con lo, ổ dép này đã. Để dép nó đóng giá luôn sư phụ. Trên trời đâu bay không à. Này dép rách. Giống như sau này sư phụ nghỉ, sư phụ an ở quốc gia rồi, sư phụ có tổ chức những buổi lễ nhập thất cho các đệ tử giống như tập trung về. Sáng đó rồi hả sư phụ? Làm cho dân no trước, có phe, có bảo hiểm miễn phí rồi phải không? Đời sống công an việc làm đầy dẫy ở quốc gia mình thành hùng cường hiểu không? Kết nạp mấy thằng Miên, mấy thằng Lào vô thành nước của mình rồi xong bắt đầu sư phụ mới đi trở lại đi tu. Tại vì sư tổ là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á. Nói sao này con cũng giống như ta vậy đó. Tại con thích tu. Hồi xưa năm 2007 thù rồi đi tu mà. Mẹ nói con phải trả nghiệp cho xong cho nước Việt rồi con mới được đi tu. Lúc đó mấy con mặc sức mà đút cơm sư phụ ở trong hang động nào ta chắc lên Yên Tử. Hay là núi Cấm đúng rồi, chỗ sư phụ là núi Cấm. Nhưng mà chưa, phải dân phải no. Hữu giao lại. Con mà được đi về trời rồi á, nhiều lúc á phụ ngồi thiền về trời chả muốn về cái xác đi luôn, hỏi mấy người mà ấy về trời sướng, con chả nó thấy tiên bay là đà đúng không? Cái người mà xấu nhất của cõi trời á, đẹp hơn Ngọc Trinh gấp vạn lần á, trời ơi da dẻ tướng rồi nó không có ai mà tướng đẹp hơn. Cao tóc rồi phương phương bay bay rồi phải không, ăn nói rất là nhẹ nhàng quá không, giọng nói giống như là chim hót. Trời ơi, chắc cũng có nhiều bộ á, không biết có không ta. Bữa nào hỏi
Ê, lúc này mấy vị không cho nhớ mấy cái đó, lại nhớ mình đi tìm sao. Nó mệt nữa. Nó trên trời cho hộ là thiên tử nhỏ xíu à, thông minh lanh lẹ mẹ lắm à. Cậu có nói chả nữa, con năng động dữ lắm, cuối nay con năng động nữa. Này năng động mới độ được chúng sanh chứ, ngồi liền chỗ thì nó là độ. Mình nguyên thủy như thế nào á là mình hiện ra y chang luôn á, thiệt á. Ví dụ biết cốt mấy con sao á, vô nhìn thấy bây giờ cũng y chang vậy đó. À, hữu tích sao vô đấy, nên không ai bắt nó. À, ngại sao vô cũng biết, an lại gì vô cũng biết, cái nào gì á nó cũng y chang vậy, không có thay đổi gì. Mà ví dụ như cốt ba rồng, bông rồng thì nó năng động á, ông rồng thì lanh lẹ rồi muốn làm cái gì cho bá tánh, tức là cho người xung quanh nè. Mới gặp bữa hổm vô chị thấy vợ nó bị ẹt rồi. Chắc bữa nay nó có người mới hả sư phụ? Mới hả? Mới hả sư phụ? Kia có cặp cò. Con cá bự hơn. Đực bự. Con nào đực mới đi trước. Con này. Kỳ rồi sư phụ nói cái chân lý của cặp vịt cũng hay. Cái kiếp làm vịt. Nó biết chung thủy không? Cái gan hơn đực còn sợ nước. Nhưng mà lỡ như con mái này em đi nó gặp mấy con đực khác mà rượt nó, mà con đực này không dũng cảm bảo vệ á, thì cái bị con đực kia bắt cóc rồi sao? Ừ, nó cũng có nữa. Cho nên làm phụ nữ nhiều lúc bị mấy trường hợp đó, mấy anh chồng nó thông cảm, trên đường đời gặp nhiều mối tình phải xóa phải không? Ừ, miễn sao cái đầu em không còn nhớ được rồi. Con làm cái gì nói xuống trần mấy cô tiên cả chân mệnh với phụ, không có ai mà trọn vẹn một vợ một chồng, chỉ có những người trọn vẹn một vợ những người bình thường ở thế gian này thôi, họ có nguyện lực những gì về thời để kiếp rồi họ được hạnh phúc một đời đó gì thôi. Còn trên xuống phải challenge, phải gặp nhiều mối tình, hết thằng vũ phu thì phải gặp thằng ăn nhậu, hết ăn nhậu phải gặp thằng football phải gặp thằng hút sách, hết thằng hút sách phải gặp thằng ích kỷ, gặp tiểu nhân, gặp nhỏ mọn, ô gặp đủ thứ mình mới học á. Nên tiền xuống trần là không có đứa nào là một mối tình thụ xua luôn, mấy vị nói rồi. Vậy là quân tử nam ở dưới trần ít hơn là nếu mà nó là quân tử nam thì nó đã thành thần rồi. Ờ. Cũng có chứ phải không có, nhưng mà cũng ở trên trời á, nam á không có cũng sanh ra được con nữa, nhưng mà phải là gọi là tiên trưởng à. Còn tiên chúng á không có làm được, không có đủ thần thông để làm. Tiên trưởng tu nhiều, đi xuống thế gian học hỏi nhiều rồi được thần thông cao á, những tiên trưởng á đàn ông sanh được. Giống như cha hay những vị Phật đó sanh ra con được, gọi là quá sanh, không cần phụ nữ sanh. Cho nên phụ nữ thì cũng sanh được. Nó có tổng cộng 5 loại sắc khác hơn thế gian mình, nam nữ không? Ở trên đàn ông, phụ nữ, nữ nam. Rồi cũng giống như cây này cũng vậy nè, đâu phải là chỉ có cây đực cây cái đâu, cây cái không cũng sanh được, cây đực không cũng sanh được. Thì ở trên trời nó như vậy. Chỉ có thế gian mình á là giống như thấy mấy cái chuyện nam nhau, nữ nhau, người ta thấy nó dị ứng. Trên trời nó cũng là thường thôi, nó cũng chẳng qua là một cái cảm thông, rồi một luồng điện đi qua
nhau trong lúc emotional vậy đó. Nói này hơi kỳ. Ví dụ hỏi chẳng có mấy loại sách, mấy gì nó khoảng 5 loại. Ngộ quá ha. Em còn thấy mấy thằng mà BD mình nó coi thường nó tiên không có. Nó cõi trên hả sư phụ? Tại nó là tiên nữ mà xuống trần nữ thì bị ăn hiếp giống như dịch đó vậy đó. Nó phải làm mà nam để mà bảo vệ nó. Và đồng thời nó không có sanh, nó hưởng thôi, một đời hưởng. Rồi đi về không có bị gánh nặng. Còn thí dụ tiên nữ mà xuống đây làm nữ phải đẻ ba đứa con, rồi phải thương con mình. Con mình là ai? Con mình là những cái dây dưa nghiệp quán. Rồi lúc đó chết rồi còn phải thương con nữa, làm sao đi về trời một đời được. Phải hai dòng, ba dòng, tức là tái sanh đó. Vậy là những người đó nhẹ nghiệp hơn hả sư phụ? Mà xuống trần mà làm BD á, xuống một vòng thôi. Họ ít nghiệp hơn hả sư phụ? Ít nghiệp hơn, đâu có nghiệp gì đâu. Nó nhân tài không đó, cho nên người nào coi thường mấy thằng đó, xuống chán coi thường nó đâu, ghê lắm á. Tài hoa không đó. Nó chỉ là biết chọn đóng cái mô hình gì, giống mình đóng phim thôi. Ok, tôi không có chọn làm nữ, tôi chọn làm nam. Nhưng mà tôi lại thích nam. Tại vì cái cốt làm sao nó không có thay đổi được. Nó chỉ thay đổi cái ngoại hình thôi. Giống như giờ con mặc áo của nữ phải không? Áo này tiệm nó bán là for woman, là nữ. Yeah. Con có thể mặc áo giống kiểu sư phụ, áo nam cũng được, ai biết. Cái thân người như cái áo ngoài tiệm nó bán thôi mà, đâu có gì khác đâu. Đẹp mà cứ mặc. Như có những đứa là tốt là tiên hồng nam ở xuống trần ở chả năng hết tiên nữ nhiều quá thì muốn xuống trần để mà xả cái nghiệp thì quá thanh thành nữ để mà cho mấy thằng nam dưới này nó hành hạ phải không, để mà xả cái nghiệp vậy đó. Và đồng thời trong cơ thể mình á, những nhà bác học sau này họ sẽ hiểu bất cứ một người nào đều có bao nhiêu phần trăm nam, bao nhiêu phần trăm nữ. Cái gen mà nam nhiều thì là bản lãnh cứng rắn, phải không? Còn cái gen nữ nhiều thì yếu ớt. Trong cơ thể mình nó có. Còn có những thằng nó 50-50, nó thích cả hai luôn. Đó. À, bị đỏ tại nó hướng lạc nhiều quá. Ai sướng hơn mấy người Mỹ, còn có sư phụ, còn có Phật, có đức thầy đúng không? Mấy người này biết gì mấy chuyện đó, nó chỉ biết chuyện đi kiếm chỗ nào ai mướn nó cắt cỏ giùm là nó có phước rồi. Thế nó mới mất phước à? Tại sao sư phụ không đầu thai làm người Mỹ để cứu người Mỹ đi? Bây giờ cứu mà cũng không có nổi nữa. Đây gọi mấy gì gọi là phước chứ cái nghiệp của mỗi quốc gia nó có. Quốc gia không có đủ phước Phật không có vô đó làm gì. Những cái hành tinh mà những cái hành tinh mà không có đủ phước á, cái hội đâu có vô đó làm gì đâu. Sư phụ có từng du hành qua mặt trăng chưa sư phụ? Ồ, đi khắp khắp, trăng là thường.
những cái hành tinh mà hiện giờ sư phụ đang có một cái chiếc thân bự hơn quả địa cầu mình gấp 80 lần á, lớn khổng lồ. Cái người của sư phụ ở đó chắc phải bằng từ đây tới đẳng á, mà không phải là người da này, tại bển nó đâu có giải đâu mai quần áo, thì da là tự mình sanh ra là cái phò thác luôn, nó mục đích là chỉ là phò thác nóng lạnh đúng không? Con người mình thân tứ đại nó dễ vỡ thì mình phải có quần áo, bên kia là phải da dày đúng không? Rồi lúc mà té xuống cỏ xác thì phải có gai cà đồ á, thì con gì thằng lằn đúng không? Rồi ở bên hành tinh đó bữa hôm mấy gì kể nó cũng nước như đây vậy đó, biển lớn khổng lồ mà biển không có chìm, mà nó là màu như màu hồng á, nó không có như vậy, nó không có mặt trời, tự động nó phát ánh sáng nữa. Đi đủ chỗ hết. Mấy con cũng đã từng ở những cái nơi Bắc Cô Lô Châu hay là Đông Thắng Hằng Châu, Tây Ngô Quá Châu. Hôm nay mấy con biết được tại vì là chư thiên thì đều có bói toán hay biết được có ngũ thông, biết được thời nay ở trên thiên đình là cai quản hết vũ trụ, thì biết được thời nay cha chú trọng vô cái quả địa cầu, cho nên một đống người tập trung về cái quả địa cầu này.